quy trình vận hành này, đầu tiên là mình sẽ cung cấp nguyên liệu cho ngày hai mươi bốn, sau đó mình bật sau rồi bật nước nguồn, sau 10 giây mình bật nước xuống nhà và nước khởi động, nó sẽ bắt đầu là quá trình bơm nước vào nồi hơi. Đây là cái đèn máy bơm nước vào trong nồi hơi. Đây là đèn đã thiếu nước rồi. Đúng rồi, nó sẽ kêu rồi. Nó kêu và có cái đèn đỏ. Nó sẽ có hai chiều quay, tương đối là 3 pha. Nó có thể quay ngược chiều, có thể quay cùng chiều cái đồng hồ. Đối với máy này nhá, thì bây giờ mình đang đấu điện là chuẩn rồi này, còn nó sẽ quay cái vô ly nhỏ lên vô ly to, quay theo cùng chiều như thế này. Ví dụ trong cái trường hợp sửa chữa hoặc là cái điện lực sửa chữa ở đâu đấy nó đảo ngược pha của mình, thì chẳng mình không để ý. Đó là tiếp theo. B vào đi hai anh em B cái này vào trong nhà cái bếp vào trong phòng máy bóng ấy. Trăm giờ hoạt động là giờ máy chạy. 30 giờ đầu tiên thì hay là nó còn có đầu tiên là sau thì 100 giờ. Cái máy này nó nào mà máy gì có gì? Đó, máy này nó có gì? Một gì là một gì đó. Tức là nó sản xuất của Trung Quốc chứ, của Trung Quốc chứ. Trung Quốc. Thế là dầu nhá. Cái này nhìn đặc biệt. Cái này là cái này là vào cái này thì nó là cái này cắm trực tiếp vào cái đuôi kia. Vâng, cái này cắm trực tiếp. À, cái này đi đâu cắm đấy à? Cho chuẩn đi. Còn là cứ thế mà nào. Không phải chỉnh. Đây này là cái van điều chỉnh hóa chất đầu ra này. Về cái quy trình này nhá, quy trình đầu tiên là mình tắm hơi vào này. Mở van này ra. Mở van này ra. Để làm sao này? Cân áp của nó sẽ dao động từ 4 đến 5 cân. Sử dụng nhá. Đầu tiên là tất cả các van đều khóa được. Mình sẽ mở van này ra. Chỉ ra nước không được. Cầm van này đi. Đâu ơi? Ra cầm
bắt một dòng xe. Được rồi, được rồi. Mở van đã. Đầu tiên nó chỉ ra nước nhá. Mình muốn điều chỉnh cái lượng của ra. Thank you.